xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ bảy, 9 tháng 9 2023. Ba Michael đang có mặt ở đây là bệnh viện Triều An nè bà con. Thì sáng nay có một bác nhờ Ba Michael lên quay giáo xứ Tình Thái Sơn ở trên Bình Tân đó bà con. Trên Tân Phú vậy hả? Trên Tân Phú, Bình Tân Hòa. Thì Ba Michael sẽ chạy lên đó. Bác có dặn là canh sao lên đó lúc 9 giờ, thì từ đây lên đó khoảng 20 phút chắc gặp kịp 9 giờ. Rồi bên đây phải Ba Michael, đây là bến xe miền Tây. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần nha bà con. Sáng nay chắc có lẽ đi quay một video thôi, còn lại để buổi tối mình đi quay. Ba Michael sẽ để dành buổi tối, buổi tối ra đường chơi cho nó vui. Hai vợ chồng Ba Michael đi cho nó, dạo này vô năm học rồi bà con, thành thử ra là cũng bắt đầu cũng mất đi chung rồi, ai cũng có công việc á. Thì thôi có ngày cuối tuần rồi, thì để dành thời gian rủ bà đi chơi. Hôm qua gia đình Ba Michael được tặng hai hộp bánh trung thu, một hộp là của Hỷ Lâm Môn, một hộp là bánh Đông Hưng Viên. Tối qua cũng khui ra một cái hộp Hỷ Lâm Môn ăn rồi bà con. Bánh Hỷ Lâm Môn ăn cũng ngon lắm. Còn có bánh Đông Hưng Viên thì không biết bà con cô bác có nghe cái thương hiệu Đông Hưng Viên này không, chứ sao Ba Michael nghe thấy nó là lạ quá, không biết bánh này có ngon hay không nữa. Thì bữa nào Ba Michael ăn cái Ba Michael quay phim cho bà con cô bác xem. Rồi con đường này là đường Kinh Dương Vương nè bà con. Kinh Dương Vương này là hồi đó nó là con đường quốc lộ số 4, đầu đường quốc lộ số 4 là ở đây nè bà con. Từ đây đi về tới cái miệt Cà Mau dưới luôn á, dùng gọi là miệt Thứ hả. Quốc lộ số 4 bắt đầu từ đây, ở đây là mũi tàu Phú Lâm. Bên tay phải là đường Hậu Giang, mình đi về chợ Lớn Mới. Bên tay trái bên đây là con đường này, là con đường cũng Kinh Dương Vương luôn, nhưng mà con đường này hồi xưa nó mang tên là đường Lục Tỉnh. Bây giờ Ba Michael sẽ quẹo trái ha, để mình sẽ đi ngang vào con đường này. Con đường này thì nó mang tên là đường An Dương Vương. Con đường An Dương Vương này hồi xưa trước năm 75 nó tên là con đường Rạch Cát. Rạch Cát đi Rạch Cát đi Bà Điểm. Bên tay phải này công viên Phú Lâm nè bà con, bác để ý bên tay phải này có mấy cái chị em đang ngồi nè, ngồi phía bên trong đó bà con, là chị em đang hành nghề đó bà con, có ngồi trên xe đạp đó nè, nó khác với lại bên đường Nguyễn Chí Thanh nha bà con. Bên đường Nguyễn Chí Thanh là bà con bác thấy là các chị em nhà ta đó là sẽ đi trên những cái xe rất là sang trọng SH, và họ hóa trang thành những cái cô chiêu, rất là xinh đẹp bà con, đi xe SH xịn sò lắm, và họ chạy một cái trên con tuyến đường đó, họ chạy qua, họ chạy lại, họ vòng tới, họ vòng lui. Thì cái đó là các Ba Michael nghĩ chắc giá cả chắc nó cũng sẽ cao hơn một chút. Không biết có các cô chú bác nào đã trải nghiệm chưa, chứ Ba Michael thì chưa có trải nghiệm. Nhưng mà Ba Michael có thể đoán, Ba Michael thường hay phỏng đoán lắm, mà không biết có trúng không nha bà con. Đó là sau khi mà bà con cô bác mà chỉ cần ra chậm lại, thì các em sẽ đi tới nó hỏi đi không anh, rồi sau đó mình sẽ bàn thỏa thuận giá cả. Thì giá cả ở đây thì nó chỉ có hai cái giá thôi. Một là giá đi với em ấy, là một. Và cái giá thứ hai nữa là giá tiền phòng.
Nhưng mà Bamigo nghĩ ở đối với các em mà xịn xịn vậy á, họ nói một giá thôi bà con. À, họ nói một giá là trong đó cái giá đó là nó đã bao gồm luôn cả tiền phòng rồi bà con. Hôm qua mưa một cơn mưa quá là lớn luôn, đường xá hôm nay vẫn còn ướt nè. Bà con có bác để ý cái căn nhà màu vàng vàng bên đây nè bà con. À, căn nhà này là cái căn nhà mà hồi xưa là có một cái ông mà chuyên vẽ tay mấy cái bảng hiệu bà con. À, mấy cái biển hiệu mà vẽ theo kiểu mà là cái lối mà Sài Gòn xưa đó, là cái ông nhà của ông đó. Mà giờ như là không thấy cái nhà đó đóng cửa rồi, chắc có lẽ bán luôn rồi, đóng cửa luôn rồi. Còn đây là ngã tư chợ cây Gia Xà. Bên tay trái là chợ cây Gia Xà đó bà con. À, chợ cây Gia Xà cũ. Cái chợ cây Gia Xà này nó không có nằm ở nhà lồng đâu bà con, mà nó nằm ở trong mấy con hẻm. À, nó xuyên từ cái hẻm này qua hẻm kia. Còn khu này là khu lò bánh tiêu, dầu cháo quẩy, bánh bò. Cá cảnh mèo mèo, con mèo nó thích ăn con cá mà làm cái tiệm cá mà để tên mèo mèo nghe có lẽ không hợp lý lắm. Đúng rồi bà con mèo nó thích ăn con cá, mà mình đi mình bán cá mà mình để cái tên mèo mèo là cái khắc tinh của con cá là con mèo. Con đường này mình qua đây là con đường Phan Anh nha bà con. Hồi xưa con đường này là mang tên là đường Rạch Cát đi Bà Điểm nối dài. Câu này giờ bà con bác thấy đông đúc vậy đó. Chứ hồi đó trước năm 75 mà sau năm 75 luôn, khu này là khu hoang vắng, đồng không mong quạnh. Hồi đó là cái dân Sài Gòn còn ít người lắm bà con. À, cái con kênh này bà con bắt nhìn thấy gớm không, đen thui thù lùi thú bắt không. À, con đường này ba mấy cậu đang đi lên đây là con đường tới ngã tư bốn xã. Ở đây có cái chợ ngã tư bốn xã. Câu đây hai bên đường mà con bác thấy dân cư họ buôn bán, họ nhìn thấy nó sơ sát bà con ha. Thấy buôn bán cũng đông đúc á, nhưng mà có vẻ nó tiêu điều, nó không có sang trọng lắm. Nó giống như là cái kiểu mà gọi là cái gì ta, chính xác hơn nó gọi là cái khu bình dân á.
khu vực này phát triển mà mình còn nhớ không lầm là khoảng đầu thập niên 90 đấy bà con, là bắt đầu cái khu này bắt đầu mới phát triển. Hồi đó con đường này là con đường Lộ Đức Đỏ nè. Đó, đây là cái chợ này là chợ cái ngã tư bốn xã. Hồi xưa ngay khúc này là không có bán chợ đâu bà con, cái chợ tập trung ngay chỗ ngã tư á, và càng ngày dân người ta tới càng đông, rồi bắt đầu cái mở rộng ra cái khu buôn bán trên cái con đường Phan Anh này với lại trên cái con đường Hương Lộ 2 bên kia. À, càng ngày bắt đầu họ phát triển bự ra. Chứ hồi đó cái chợ này nó không có bự mà nó dài thằng lòn như vậy đâu. Đây là ngã tư bốn xã, hồi đó người ta còn gọi đó là ngã tư bốn làng. Trễ rồi à, một số xe bị trễ rồi bà con à, nằm trong đó à. Giờ mình qua luôn nha hả? Ô, thấy chưa? Ồ, xe đây chạy lộn xộn luôn. Theo chiếc xe hơi qua luôn. Bà con bắt mình xem biết tại sao mình qua được không? Tại mình đang ở trong giao lộ. À, con đường này hồi xưa là con đường Hương Lộ 3 nè bà con. Bây giờ nó đổi tên là đường Bình Long. Con đường này hồi xưa là ổ gà ổ voi thấy gớm lắm, nó cũng ghê gớm lắm chứ không có giỡn đâu. Đến năm 2000 mà ở đây nó vẫn còn ổ gà ổ voi đó bà coi, chứ không phải là trước năm 75 nó nói làm gì à. Còn bên đây là người ta hồi đó người ta gọi là Như Thị Thất, bây giờ đổi tên lại là chùa Như Thị à. Ở đây có cái trường mầm non của sư cô. Mấy người đang đi tới số 75 đường Bình Long. Bên đây là 88 Bình Long, 98 Bình Long. Bên tay phải 30G là đường Thành Lam nè. Thành Lam với Bình Long. Xoay. Cái vùng này á, hồi đó trước năm 75 này chắc có lẽ là gọi là cái vùng ngoại ô của Sài Gòn đó bà con. Ở đây thuộc về tỉnh Gia Định. Giờ ở đây là bà con quá ham, người ta về đây người ta bán đủ thứ đồ hết nè. Cái gì cũng có thể bán ở đây hết à. Nơi đây là nơi mà dân nhập cư về ở đông lắm nha bà con. Cái vùng Bình Tân, Tân Phú. Bình Tân là một nè, Tân Phú là hai nè, với lại thêm một cái vùng nữa đó là vùng Gò Vấp. Ba cái địa phương này là ta nói hả, là dân nhập cư ở các tỉnh đổ về rất là đông. Đường số 3.
cháo lòng là con á 25 ngàn, có những nơi bán cháo lòng gần cả 100 ngàn, 70 ngàn, 25 ngàn cũng đã có lời rồi đó, là con quá ha. Bên đây là nghĩa trang Lazaro của giáo xứ Tân Hòa. Tiếp đến là như là của giáo xứ Đa Minh nè. Đây, ở đây tiếp nữa nè bà con. Có một cái nghĩa trang giáo xứ Đa Minh. À, đóng cửa rồi. À. Con đường này là đường Phú Thọ Hòa, bán giải. Rồi ở đây là nghĩa trang này, là nghĩa trang Nguồn Cống nè bà con. Được xây dựng năm 1973. À. Bữa nào mình sẽ đi khám phá con hẻm ở đường số 304, đường số 8 này. Còn thôi lát nữa rảnh 30 rồi đi vô luôn. Bên đây là đường Lê Thúc Bạch đó, bà con bác không, ở Sài Gòn thì chỉ có 3 loại thôi, như Lan, Kinh Đô và Đồng Khánh. Ồ, bán Đồng Khánh thuộc đó ra. Ồ, công ty lương thực thực phẩm Đồng Khánh đó ta. Ồ, độc đáo nha, giờ Đồng Khánh bông lúa vàng thiệt đó ta. Ba mươi gò đang đi gấp, thành thử ra không có tiện dừng lại chút xíu đi mình coi. Đây, con đường này là đường Tân Hương, mình sẽ quẹo vô đây. Tới đây hình như ba mươi gò sẽ nhớ là mình phải quẹo vô con đường Lê Sát, nhưng mà cái mặt đuôi này thì nó lại nằm mặt đuôi của giáo xứ Tân Thái Sơn. Giáo xứ Tân Thái Sơn này là cũng là trong những cái dòng người di cư ở vào Nam đó bà con. Ba mươi gò nhớ vậy lâu quá thì ba mươi gò quên cái lịch sử của giáo xứ Tân Thái Sơn này, cho nên ba mươi gò không có dám chia sẻ, tại sợ chia sẻ bậy. Hình như ba mươi gò nhớ là quẹo đây cũng được đó nè. Con đường này đường Lê Sát thì phải, đúng rồi, đường Lê Sát nè. Nhưng mà nếu mà ba mươi gò quẹo vô đây thì nó lại ba mày gọi chạy ra ngoài mặt ngoài đi, ba mày gọi đi vô trong. Cái này là mình đi ra phía sau đuôi rồi. Đây cũng có nhiều tiệm cà phê. Quá trời luôn bà con, bà con có thấy xe chưa? Mày xe đông quá. Chắc ba mày gò nghi chắc hôm nay là cũng là bổ nhiệm tân chánh xứ mới nè. Ba mày gò đoán đoán vậy thôi. À, xe quá trời luôn nè. Ủa đây là trường học rồi đó. À không phải rồi. Bên tay phải ba mày gò đó là nhà thờ Tân Thế Sơn á. Nhưng mà để ba mày gò chạy ra phía bên ngoài rồi mình đi từ đầu cổng vô. Ta đang đi trên con đường Lê Sát ở số 170. Đây là cái cổng nè bà con, giáo xứ Tân Thái Sơn. À, các bác xem ha. À, giờ ba mươi gò quẹo vô. Hôm nay không có keo cờ gì hết.
đáng lý là phải có treo cờ chứ ta. Ôi cha ơi, mấy cha đang đi lên kìa, chết rồi, mấy cậu sao đi trễ rồi. Ồ, đáng lý hồi nãy quẹo ngang qua là vô rồi. À, ba mấy cậu thấy các cha đang đi lên đó. Trễ rồi, trời ơi. Ồ. Trời ơi, nãy đi ngang qua cái là kịp rồi. Rồi, các cha đi vào rồi. Nãy đi ngang, cắt ngang qua cái là ok rồi. Ồ, có đàn lính nữa, trống nữa, trễ rồi. Từng tranh xuống. Hôm nay là cái ngày lễ thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức của linh mục Tân Chánh Sứ Phêrô Lê Hoàng Chương. Trễ rồi. Tiếc quá. Tuyệt quá, nãy ngay cái khúc kia ba mày cầu cắt ngang qua là được rồi, đâu cần phải đi từ từ đầu cảnh vô. Ờ, đây có vàng quân sĩ nè bà con. Ồ, có trống bự quá. Mình phải đi sớm cỡ khoảng 2 phút thôi, 2 phút thôi là kịp. Dở ha. Vậy là hôm nay là giáo xứ Tân Thế Sơn cũng là có Tân Chánh Sứ mới về. Trường trung học cơ sở Võ Thành Trang. À, người ta mua bán cái cây gì đây? À, cái khu bên đây là chợ Tân Hương nè bà con. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.